Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh Đưa Ra, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án idol, các dự án robot, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn có chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mình thường xuyên chia sẻ với anh em. Thưa các bạn, như vậy là còn khoảng mấy tiếng đồng hồ nữa thôi thì chúng ta sẽ đến với một ngày cũng khá là đặc biệt trong cả bốn năm, đó là ngày Valentine. Và trong cái dịp kỷ niệm này thì MST cũng đem đến cho chúng ta chương trình iRope đặc biệt dành cho anh em người mới. Thông qua chương trình iRope này thì các bạn sẽ chia sẻ một giải thưởng là 5.000 đô đến từ nền tảng MST. Xin giới thiệu anh em về sự kiện độc quyền tại thị trường Việt Nam. Sự kiện MST Rapper Valentine Day Special. Đối với sự kiện này thì sẽ có tổng giá trị giải thưởng là 5.000 đô. Và sự kiện diễn ra từ lúc 21 giờ ngày 13 tháng 2 và kết thúc vào lúc 23 giờ ngày 27 tháng 2 giờ Việt Nam. Đối với sự kiện này, khi anh em giới thiệu và bạn bè cũng như là anh em đăng ký tham gia sự kiện thì anh em sẽ nhận được giải thưởng là 5.000 USDT. Có nghĩa là chúng ta chia pool giải thưởng là 5.000 USDT. Sorry anh em một chút. Đấy. Thì đối với sự kiện này, anh em sẽ đăng ký theo link ở phía dưới phần mô tả video. Với link giới thiệu của mình thì các bạn bên cạnh việc các bạn tham gia chương trình Adobe này thì các bạn sẽ cũng nhận được cái giảm phí giao dịch là 10% nhé. Đây là một trong những cái mà rất là hay khi bạn đăng ký dưới link của các cool thì thông thường các ưu đãi sẽ rất là tốt. Ok. Ở đây thì họ cũng đã ghi rất là rõ là đăng ký tài khoản thông qua link mời của cool yêu thích của bạn và mời thêm một bé tham gia đấy, được chưa? Thì mình là link cool này, các bạn hoàn toàn có thể tham gia tới link của mình được. Rồi đấy, cái thứ nhất. Rồi cái tiếp theo này, khi các bạn đăng ký thì các bạn sẽ cần phải mua hoặc là tiền kỹ thuật số 50 đô. Đấy, chúng ta có thể mua tiền kỹ thuật số thông qua PP hoặc là nạp tiền kỹ thuật số nhé. Chúng ta nạp đồng coin nào cũng được với giá trị 50 đô. Thì cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều có thể nhận được phần thưởng token. Rồi cái công việc tiếp theo là các bạn sẽ cần phải rơi spot ở các bất kỳ giao dịch nào với cái khối lượng dịch là 200 đô. Thì cả người giới thiệu và người được giới thiệu sẽ nhận một phần thưởng khác. Đấy. Thế thì khi các bạn nạp tiền vào 50 đô ấy, thì ta sẽ chơi đạt vôn là 200 đô. Các bạn có thể chơi bất kỳ cái cặp coin nào cũng được nhé. Đấy, các bạn có thể chơi bất kỳ cặp coin nào cũng được. Đó. Rồi ở đây thì ngoài ra có các cái phần thưởng mời này. Thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ trên, cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều có thể nhận phần thưởng giá trị là 10 U. Quá là ngon luôn đúng không ạ? Và mời từ 1 đến 10 người sẽ nhận được cái token giá trị tối đa 100 U và mời lớn hơn anh em sẽ thể thấy ở đây này. Đó. Bạn có thể chọn các cái token tương đương làm phần thưởng bao gồm là C98, OLED và MX. Đó. Rồi sự kiện B thì chia sẻ gói giải thưởng là 1.000 U phương chia bằng cách là chia sẻ trên phần thưởng trên các bạn trên thông xã hội. Đấy. Người dùng chia sẻ động này trên phương tiện thông hội có thể có cơ hội chia sẻ gói tài thưởng 1.000 U của chúng tôi. Và họ sẽ chọn là 2 người đủ điều kiện để giành được 50x mỗi người. Những người đủ điều kiện khác sẽ giải tổng phần thưởng còn lại. Và nếu bạn chia sẻ cơ hội, nếu bạn chia sẻ càng nhiều cơ hội càng càng lớn để giành 50x. Điều khoản và điều kiện thì khối lượng mua ròng cho sự kiện bằng mua chỉ bán này. Khối lượng nạp lòng sẽ... Số tiền nạp lòng mà nạp cộng rút à? Ok. Rồi tổng số tiền giao dịch bằng tổng khối lượng giao dịch của các loại token. Cái này có vẻ hơi sai sai trong cái phần số tiền nạp lòng thì mình sẽ hỏi lại admin nhé. Như anh em là trong đây nó sẽ có nút bắt đầu tham gia. Chúng ta sẽ cần phải ấn vào nút bắt đầu tham gia này nhé. Cái nút bắt đầu tham gia đây nó hơi ẩn đấy anh em này. Thấy chưa? Một chút nữa thì mình cũng đã không đăng ký trong cái phần này. Thế thì đó, tiếp mục này là liên kết của bạn và liên kết bạn cool trên bạn bè bạn đăng ký thông qua cộng đồng. Phần thưởng bạn muốn nhận này, ví dụ này MX này. Được chưa? Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ điền liên kết Facebook các thứ này. Rồi, MSC UID. Rồi, chúng ta nhớ phải điền phần này thì có thể nhận được giải nhé. Đó, thì cái này cũng đơn giản thôi. Đối với sự kiện chia sẻ trên mạng xã hội thì chúng ta sẽ cùng làm này.
Ok, đối với cái nhiệm vụ promo thứ hai thì mình sẽ gửi anh em luôn. Đây, bây giờ mình sẽ làm nhé. Hôm nay chia sẻ trên Facebook rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái UID này. Mình nhấn vào profile lấy cái phần UID của cái CPS đây này. Rồi đây thì các bạn thấy là cái phần có một cái nhiệm vụ là liên kết tới Facebook đúng không ạ? Liên kết Facebook. Rồi mình xem cái promo B xem nào. Người dùng chiếc tài hoạt động này trên phương tiện truyền thông thôi có thể cơ hội nhận được tay thưởng token 8100 U. Cái này khả năng là mình sẽ liên kết Facebook các thứ. Ok, mình sẽ tải cái ảnh này xuống nữa. Khả năng cao là mình sẽ dẫn luôn cả cái link mình chia sẻ trên Facebook đi. Hôm này có ghi cũng là cũng hơi khó anh em ạ. Mình sẽ cố gắng thôi. Cái khả năng này, cái này là mình sẽ chia sẻ cái link chia sẻ. Đây, mình sẽ chia sẻ Facebook cá nhân. Các bạn cũng có thể chia sẻ trên các cái hội nhóm nhé. Rồi, và độc quyền Việt Nam rồi. Đấy, chúng ta sẽ chia sẻ sau đó giúp bạn lấy cái phần link chia sẻ nhé. Các bạn chỉ cần ấn vào phần thời gian của một cái bài đăng bất kỳ. Khả năng là cái này mình sẽ không chia sẻ cho đến khi mà mình làm xong cái video này. Ví dụ các bạn ấn vào cái phần thời gian của bài đăng nhé, ấn vào phần thời gian này, ta copy lại phần link này, bọn ta paste vào nhé. Đấy chưa? Ở cái phần liên kết này. Đó, các bạn nhớ là cái bài đăng thì nó sẽ có một cái mẫu cụ thể như thế này này. Đây là mẫu cho anh em. Đấy, chúng ta có thể làm một cái tương tự như thế này nhá. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, chúng ta chia sẻ cái phần hình ảnh liên kết này này, sau đó chúng ta đăng, sau đó các bạn post phần link vào đây và chúng ta gửi lên nhá. Ở phía dưới các bạn muốn nhận token nào thì các bạn cứ tích vào đây. Mình nghĩ là chúng ta nên nhận MX thì nó đảm bảo giá trị nhất này này. Chúng ta nút gửi nhá, nhớ tích cả vùng này nữa, nút gửi là xong nhá. Đấy. Ở đây có một cái phần mà mình và anh em chắc là có thắc mắc, đó là cái phần nạp lòng. Thì cái này dành cho những cái người mà giới thiệu, người dùng giới thiệu thì yêu cầu là nạp lòng mua trừ bán nhé. Số tiền nạp lòng mua nạp cộng rút này bằng tổng khối lượng giao dịch của bạn, giao dịch các loại token của anh em nhớ cái số tiền nạp lòng này nó sẽ là 50 đô anh em nhé. Anh em luôn 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 phải để cái số tiền nạp lòng 50 đô. Đấy, thì người giới thiệu thì mới đủ điều kiện. Đó. Uống nóng luôn. Và anh em nhớ là chúng ta sẽ cần phải lột cái phông này nữa. Bây giờ thì admin sẽ chia sẻ với anh em cái video của dự án này. Nó cũng hơi khó hiểu một tí nhưng mình sẽ diễn đạt bằng cái bài đăng ở trên Telegram cụ thể cho anh em hơn. Bây giờ thì admin xin nói lời chào và xin hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo.